dung các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Một, đồng chí Trịnh Đình Cửu. Đồng chí Trịnh Đình Cửu sinh năm 1906, ông mất năm 1990, là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông là một trong năm đại biểu chính thức của hai tổ chức Cộng sản Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng, tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Trong hội nghị này, ông được bầu làm người đứng đầu lâm thời điều hành Ban chấp hành Trung ương Đảng khi Đảng được thành lập, với cương vị phụ trách Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1930. Trong thời điểm này chưa có chức danh Tổng Bí thư. Sau đó, đồng chí Trần Phú đã được bầu làm lãnh đạo thay ông trên cương vị chính thức với chức danh Tổng Bí thư. 2. Đồng chí Trần Phú. Đồng chí Trần Phú sinh năm 1904, mất năm 1931, là một nhà cách mạng Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 26 tuổi. Người tiền nhiệm của ông là Trịnh Đình Cửu, nguyên phụ trách Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904 tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên, nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nguyên quán của ông là làng Đông Thái, xã An Đồng, Tổng Việt Yên, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Với chức danh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Đồng chí Lê Hồng Phong. Đồng chí Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, ông sinh năm 1902, mất năm 1942, là một nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là một người giữ vai trò quan trọng trong Đảng ở thời kỳ đầu. Ông có tên thật là Lê Huy Doãn, ông sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902, trong một gia đình nghèo thuộc xóm Đông Cửa, thôn Đông Thông, Tổng Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 4. Đồng chí Hà Huy Tập. Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1906, mất năm 1941, là một nhà cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư thứ 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24 tháng 4 năm 1906 ở làng Kim Nạc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên lúc nhỏ ông có tên là Hà Huy Khiêm. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912. Ông mất ngày 28 tháng 8 năm 1941, là Tổng Bí thư thứ 4 của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1938 đến năm 1940. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ra trong một gia đình nhà nho quê xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 7. Đồng chí Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907. Ông mất ngày 30 tháng 9 năm 1988. Ông có tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch nước thứ hai của nước Việt Nam thống nhất trên danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1981 đến năm 1987. Ngoài ra, ông từng giữ chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị Việt Nam như Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất từ năm 1941 đến năm 1956, lần thứ hai vào năm 1986, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 1960 đến năm 1975 và Chủ tịch Quốc hội khóa 5, khóa 6. Đồng chí Trường Chinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng. Đồng chí Trường Chinh có tên thật là Đặng Xuân Khu, ông sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907, ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1980, ông mất ngày 2 tháng 9 năm 1969. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, từng là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1969. Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 đến năm 1955. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1960. Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951 đến khi qua đời. 9. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907, mất ngày 10 tháng 7 năm 1986, là một chính trị gia Việt Nam. Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1976. Tổng Bí thư thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986. Đồng chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư có thời gian tại vị lâu nhất với thời gian 25 năm, 303 ngày.
Theo một số nhận định, khi Việt Nam thống nhất, đồng chí Lê Duẩn là nhà lãnh đạo nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất và có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trong những năm tháng tại vị. 10. Đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, ông có tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915. Ông mất ngày 27 tháng 4 năm 1998, là Tổng Bí thư thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 1986 đến năm 1991. Đồng chí Nguyễn Văn Linh sinh ra và lớn lên ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 11. Đồng chí Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, ông mất ngày 1 tháng 10 năm 2018. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, là một cựu chính khách Việt Nam. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 6 năm 1939, trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ 3 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1988 và Tổng Bí thư thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 7. Ông là nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1997 và vẫn có ảnh hưởng chính trị Việt Nam sau khi nghỉ hưu năm 1997. Ông duy trì chính sách điều hành đất nước của người tiền nhiệm Nguyễn Văn Linh, bao gồm cơ chế tập thể lãnh đạo và chương trình đổi mới. Ông được bầu giữ chức Tổng Bí thư liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Nhưng khi chưa kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 trong Hội nghị Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương khóa 8 vào năm 1997 thì ông quyết định từ chức. Ông tiếp tục là Ủy viên Hội đồng Cố vấn Ban chấp hành Trung ương từ năm 1997 đến năm 2001. 12. Đồng chí Lê Khả Phiêu. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, ông mất ngày 7 tháng 8 năm 2020, là một cựu chính trị gia Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Ông cũng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ông cũng đồng thời là một tướng lĩnh giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hàm Thượng tướng. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 ở làng Thạch Khê, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 13. Đồng chí Nông Đức Mạnh. Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940, là một chính khách Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011. Ông là một người con dân tộc Tày, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn. Xuất thân trong một gia đình nông dân dân tộc Tày, ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1958 và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 7 năm 1963. 14. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện đang đảm nhiệm chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra, ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước, ông đã chính thức trở thành người thứ ba trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng và Nhà nước sau Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.